không thấy, tôi mách ba bà mang anh giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu giáo bôi. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha, cuộc dây tơ duyên hai đứa thương bay ra. Anh nói mai này em sẽ nôn cùng anh, hỡi khoan hô khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao, cuộc dây tơ duyên hai đứa thương quá chạy. Em đã đem lòng yêu lấy anh lấy chàng ơi, lỡ mai về xa anh chờ em theo vơi. Mâm bạn đầy mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bông kiên vàng bạc nặng cổ, người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby bì hổ. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba bà mang anh giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai, mong một mai anh tôi mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi là ngày hai lăm ta uống rượu giáo bôi. Ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha,
bên nhau đã bao mùa mưa đi qua hết bao dài dầu tay đang có tay thân trọng giờ năm mới thôi tin chuyện vui nè xuân sang đến tô trời mây bánh mừng đến tô xuân dày nhận cười đến tô duyên tình mình ra mắt kết ứng mình xuôi ngày năm mới đã đến ngàn vàng xuân đã sang mênh mang tôi xin đại diện nhà gái thuận cho nhà trai nhập gia một tháng lễ ở đây tôi nhận được anh tôi đâu luôn. Sau đem xuống mỗi người ăn một miếng bánh uống một miếng trà để tham dự và chứng kiến trong buổi lễ ngày hôm nay xin kính mời ông đại diện và gia đình chuẩn bị để đem đồ lên cúng cụ quyền. Tôi xin đại diện nhà gái nhận cái phần quà tấm tiết hội đồng dân tộc cái tộc nhà trai cũng như hội đồng dân tộc ông đại diện ở nhà trai đã trình chúng ta là có 6 mâm không vật cúng ông bà bá cố sau mời ông bà hãy tiền ăn với đạo phúc cho hai trẻ. Tôi xin đại diện gia đình tôi xin nhận hồi qua.
vào lúc 8 giờ 20 ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2022 âm lịch. Được sự thống nhất giữa đôi bên, họ nhà trai chúng tôi mới đến trình cái lễ đính hôn cho hai cháu. Trong cái phần lễ đính hôn gồm có 6 phần lễ: thượng đăng, bái đường, bái tập, cho đồ nữ trang cô dâu và giở mâm chậu cao và cáo quy. Trong 6 phần này và gồm có nhiều phần phụ. Trong 6 phần này có những điều gì sơ sót, xin tất cả quý ông, quý bà và hội đồng gia tộc ở hội nhà gái bổ sung thêm cho buổi lễ được tốt đẹp. Chúng tôi rất vui mừng vậy buổi lễ được bắt đầu. Trong buổi lễ hôm nay được bắt đầu, xin kính trình quý ông và quý bà hội đồng gia tộc giữa đôi bên đến cái phần một là cái lễ thượng đăng. Là cho như vậy nhờ ông đại diện ở bên họ nhà gái cho chú rể lên hay hoặc là ông xui lên như thế nào đó, bởi vì ở cái phong tục mỗi chỗ nó khác nhau, thì xin nhờ như vậy. Tôi nhận cái chung chủ lễ này là cũng như mình chúc cho hai cháu nó trăm năm hạnh phúc, được xin phép như này để bộ khen tại chỗ đi. Mời ông chuyên gia ngẫu ở trong năm hạnh phúc nha. Dạ cảm ơn ông, cúi đầu con. Bưng bà, mời bà. Kính mời bà. Mời bà ngoại, có nghĩa là uống một miếng rượu. Để cháu làm lễ. Uống mà rượu. Nước nhìn cho mình ngoại. Dạ. Ngoại ơi nhìn con. Ngoại ơi, nhìn ngoại. Rượu này ngọt quá. Dạ, đúng rồi, bữa nay rượu này ngon. Dạ. Cuối đầu ngoại rồi trở về. Nay tôi xin nhường lại cho ông đại diện ở bên họ nhà gái để hướng dẫn cho cháu rể làm lễ ra mắt. Xin nhường lại cho ông đại diện bên họ nhà gái. Con bác cũng chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Ông ơi, chúc lễ, dịnh cái ly rồi dịnh vào đây cái nha. Ông ơi, dịnh cho cái nào ông ơi, chụp ảnh nè. Ok. Ông ơi, mắt tôi là cái mắt ông này.
Đứng đó luôn đi Duyên. Mời con bưng rượu qua, con mời bắt con ngủ luôn. Uống luôn quán sôi, uống luôn quán sôi. Ở ngoài tắt đi á. Không nhờ đâu. 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 Thì để cho mẹ, để cho ghế của mình nó làm lễ ra mắt. Xin mời cha mẹ qua đây ngồi cho ghế nó lên rượu. Cha mẹ bưng một tay thôi nha. Mời cha uống miếng rượu để nhìn nhận cây là con rể trong gia đình. À, mời cha quan quan được mời mẹ nha. Rồi mời mẹ con. À, mời mẹ uống miếng rượu để nhìn nhận con rể trong gia đình. Rồi cô ơi, nhìn mắt đi nhìn con nha. Đây là một ngày đang uống ly rượu này, được ly rượu danh dự và được nhìn nhận con đây là con rể đó. Rồi, mời uống đi. Rồi chụp hình chưa, xong chưa? Rồi xong rồi phải không? Mời cháu cởi nhìn mắt đi. Chúng tôi là cũng tập về cái phần cháu trai cháu rể chúng ta đã làm lễ dưới những ông bà chú bác cô dưỡng, là những người đại diện, còn tiếng nữa là sẽ làm cái lễ cho hai cháu làm lễ ra mắt cha. Tôi cứ cho phần lễ xin nhường quyền lại cho ông đại diện là trai. Xin kính trình hội đồng gia tộc của đôi bên. Thì trong cái phần lễ hồi nãy tôi có tuyên bố rồi, thì bây giờ đến cái phần lễ là cho đồ nữ trang cô dâu. Mời cháu chắc đồ đây. Khoan chút xíu, chút xíu cho cô dâu ra để tôi đồ chuẩn bị kìa. Tiền mừng vậy đó. Vậy xin phép ông đại diện ở bên họ nhà gái để hướng dẫn cho cháu ra làm lễ. Trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này. Xin kính trình quý ông và quý bà đến cái phần mà cho đồ nữ trang cô dâu. Thì cha mẹ của bên chú rể có cho cô dâu 2 cây vàng 24 và 1 cây sưởi vàng 18 gồm chung. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta tết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ,
trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây. Mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh dẫn muôn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thê, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em ơi anh dẫn muôn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thê, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Nhau chắc có lẽ bởi duyên do trời này, để cho anh gặp em một tình yêu anh mãi luôn đợi chờ. Lời yêu thương anh gửi em, hạnh phúc chính là có em, bao phong ba gió khó khăn để cùng sánh bước bên người. Ngày đêm anh luôn mơ, bao tháng năm cứ mãi luôn đợi chờ, để đêm đông trôi qua đem bình minh xóa tan đêm dài. Trời trên cao sẽ chứng minh tình yêu anh chỉ có mình em. Em yêu ơi hãy đến đây, ta cùng hát khúc ca này. Nguyện sẽ yêu mãi người, thề sẽ yêu mãi em. Dẫu có bao sóng gió chẳng bao giờ đổi thay. Anh sẽ yêu mãi em, anh hứa yêu suốt đời. Chiều từng chiều chờ em giao khắp nẻo đường. Thất tổ ông bà để gót rượu và cúng cho hai cháu
làm cái lễ để mặc chầu cao. Quay vô, cái này đứng ban. Bà ngoại đứng kế đi, bà ngoại sáng cho đi bà ngoại. Khoan nha, để tôi hướng dẫn chút chút. Thì tôi xin nói, lại thứ nhất là ơn trên tam bảo, lại thứ hai là chúc chớ rễ đảo vô huyện. Lại thứ ba giờ đây lon bụng phải giao sạch. Lại thứ tư chúc cho hai trẻ tóc xanh sống đến mặt đầu. Đầu vàng mới đụng thắm duyên nồng, cao xanh mới kết chặt đó hồng xe duyên. Có lên mê chắc trời cao, chúc cho hai trẻ mà yêu nhau trọn đời. Lấy khăn ra luôn, lấy khăn ra luôn. Xin có đôi lời xin cảm ơn bà ngoại và chúc cho hai cháu được trăm năm và hạnh phúc. Rồi để xuống đây, để xuống đây. Còn chưa cả chiếc ghế rồi. À, lấy chiếc ghế của tôi làm sao? Rồi không sao, để đó là đẹp tốt. Rồi hai con để xuống. Bây giờ ông mời nói như thế này nha, ông mời dặn dò hai con rồi bắt đầu là hai con là thắng từ từ nha. Con phải đánh hai trái cao, con lấy hai con chồng nha, không có giành giật gì chân nha không. Rồi đọc lấy hai con chồng, con phải hai trái cao. Hai đôi với con. Lấy hai đôi với con. À để con dặn là bốn lá. Lấy hai đôi là bốn lá. Bốn lá là lấy lên con. Sánh bước bên người ngày đêm anh luôn mơ bao tháng năm cứ mãi luôn đợi chờ để được như thế này qua. Bởi vậy là con muốn được giới thiệu từng giai cấp ông bà bên nội và bên ngoại của là bên họ nhà trai để cho cháu ra mắt giới thiệu ra mắt để cho biết trong cái phần giới thiệu nếu bác chú thím cô về chuộng cậu bà ở bên họ nhà trai có quà tặng luôn. À, xin kính mời gia cấp. À, mời ở đây thì chắc có ông bà không? Không, có ông. Tôi cũng tự giới thiệu như thế này, tôi là ông. Ông của chú Dương Chú Rể. Thì cũng có như thế này, có một món quà trước để chúc mừng cho hai cháu. Chào mừng tốt, và sau có món quà tặng cho cháu. Hai cháu ở đây, ông này. Ông ơi. Thôi, ông mời không uống, ông mời chút nữa không sao. Mời bà cho con. Anh xin ra cái kính mời bác hai, à bác ba luôn. Mày kêu bây giờ mày kêu mãi, mày kêu vô hết đi. Chị nói chị đi. Cái gì bắt ba. À chị bắt ba. Ba giờ đây, chú ơi cháu vô chú gửi con.
đây, tặng quà đây, tặng quà đây. Cô
hôm nay uống một miếng rượu này để nhìn nhận con và để trong gia đình là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai là cái phần tình nghĩa thông gia giữa đôi bên. Như vậy thì là xuôi trai có quyền gọi xuôi gái là tình nghĩa xuôi gia, bên họ nhà gái cũng vậy, cũng có quyền gọi bên họ nhà trai tình nghĩa xuôi gia. Như vậy là tất cả đều đôi bên được quyền kêu gọi rằng là xuôi gia cho thân mật. Hai đứa đứng giữa. Rồi được rồi chú ơi, xong rồi đó chú. Giới thiệu cho cháu, giới thiệu cháu vô, đây là cha, giới thiệu cháu đây là mẹ. Mẹ nó tặng quà luôn. Mẹ hả? Tặng quà tặng đây, tại đây luôn. Tặng tặng tại đây luôn. Tặng tặng đây. Dạ, tôi cũng xin có đôi lời chương trình ông Tuấn Tập ở bên họ nhà gái cho bên họ nhà trai của cô, tôi xin cái lễ. Tặng lấy cô, tặng lấy cô, tặng cô vô. Bây giờ đứng sang bên này. Chị ơi, cô phải đánh cặp vô luôn đi. Cái bài này chứ, chè kìa. Rồi, được rồi, xong rồi. Để nó cưới nha. Trước khi buổi lễ được kết thúc, xin kính trình tất cả quý ông quý bà hội đồng gia tộc của đôi bên, hôm nay họ nhà trai của chúng tôi có đến bên họ nhà gái để trình lễ đính hôn cho hai cháu. Tất cả quý ông và quý bà hội đồng gia tộc bên họ nhà gái và bên họ nhà trai tạo một cái điều kiện rất dễ cho bên họ nhà trai chúng tôi. Thì như vậy, trong cái sự mà dễ dàng như vậy, tôi không biết nói sao hơn. Hôm nay tôi xin đại diện bên họ nhà trai xin nhiệt tình bên họ nhà gái, vậy chúng ta đề nghị quan nghênh. Vậy là bữa nay buổi lễ hôm nay được kết thúc. Những người thực hiện chương trình, thay mặt quý gia đình thông gia họ cũng như cô dâu và chú rể, xin phép được gửi đến tất cả quý vị một lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và lời chào trân trọng nhất. Yeah.
toàn thể quý vị khách quý thân mến, cuộc sống không chỉ có hoa thơm và trái ngọt, không chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mà cuộc sống còn có một thứ không thể thiếu, đó chính là tình yêu. Và tất cả chúng ta có mặt ở nơi đây ngày hôm nay đều muốn chúc mừng đến tình yêu tuyệt đẹp của Đông Nguyên Ương, Thúy Liễu và Khánh Di. Sau thời gian quen biết tìm hiểu nhau, tâm đầu ý hợp, và ngày hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự tác hợp của đôi bên gia đình, cô dâu và chú rể của chúng ta đã chính thức về chung một nhà. Cao vàng thấm với trầu xanh, tình em thấm với duyên anh mặn nồng. Và hạnh phúc là khi hai trái tim cùng hòa chung nhịp đập, cùng chung ước mơ và tay trong tay nhau xây đắp lên một tình yêu trọn vẹn. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, một lần nữa xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về lễ đài hạnh phúc để cùng gặp gỡ và chào đón cô dâu Thúy Liễu và chú rể Khánh Di. Một chào hôm nay thật lớn, xin mời. Ngày hôm nay thì xin phép được long trọng kính mời đại diện chủ hôn họ nhà gái, xin phép được trân trọng kính mời ông Bùi Thanh Hùng và Trần Ngọc Điệp là thân sinh phụ mẫu của cô dâu Thúy Liễu tiến lên sân khấu để ra mắt quan viên hai họ. Xin được trân trọng kính mời. Phía họ nhà trai xin phép được trân trọng kính mời ông Bùi Văn Phúc và bà Lê Tuyết Hằng là thân sinh phụ mẫu của chú rể tiến lên lễ đài hạnh phúc để ra mắt quan viên hai họ. Tất cả quý vị thân mến, hiện diện trên lễ đài hạnh phúc lúc này đó chính là đôi nguyên ương đẹp nhất, hạnh phúc nhất cùng quý gia đình thông gia hai họ. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Quý vị thân mến, được sự cho phép của đôi bên thông gia gia đình, xin được phép thay mặt cho quý gia đình thông gia hai họ, xin kính gửi đến tất cả quý vị một lời cảm ơn chân thành nhất. Mặc dù đường xá xa xôi cách trở, nhưng quý vị cũng đã dành ít thời gian quý báu của mình để đến đây chung vui và chúc phúc cho đôi nguyên ương. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc cho quý gia đình thông gia hai họ cũng như cô dâu và chú rể. Và nếu trong quá trình tiếp đãi cũng như tiếp đón có điều chi sơ sót, xin tất cả quý vị hãy rộng lòng bỏ qua. Một lần nữa xin được ghi nhận tấm chân tình của tất cả quý vị ở nơi đây. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha. Cô dâu và chú rể của chúng ta có được ngày vui và hạnh phúc như hôm nay, tất cả đều nhờ vào ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của các bậc cha mẹ. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt lên đại gia đình để cùng chứng kiến nghi thức dâng rượu báo hiếu mà cô dâu và chú rể sẽ dâng lên cho song thân của mình những ly rượu đẹp nhất, cao quý nhất trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Bên thì có Rễ Thảo, bên thì có Dâu Hiền. Bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng rót thật đầy những chiếc ly trên bàn của mình, những chiếc ly bia, ly nước ngọt, ly trà đá trên bàn của mình, phải cùng nâng thật cao, uống thật cạn để chúc mừng quý gia đình thông gia họ được không ạ? Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nâng ly lên nào. 1, 2, 3, go. Cảm ngày càng gắn kết hơn. Và bây giờ xin mời
Quý gia đình thông gia hay họ, chúng ta hãy cùng bắt tay nhau một cái bắt tay để thể hiện tình đoàn kết, chung lo cho tương lai của cô dâu và chú rể mai sau. Xin được trân trọng kính mời ạ. Cả hai họ đều cũng đã khép lại nghi thức ra mắt quan viên hay họ. Bây giờ thì cũng xin được trân trọng kính mời quý gia đình hai bên chúng ta cùng trở về bàn ghế danh dự, cùng tiếp đón những vị khách của mình một cách chu đáo hơn. Và không gian riêng tư lãng mạn trên sân khấu này sẽ dành riêng cho cô dâu và chú rể. Xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng tiến tới tháp bánh kem mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, có tên của đôi bạn, cùng nhau tay trong tay nhau chia ngọt sẻ bùi, hạnh phúc dài lâu. Hôm nay gặp nhau chắc có lẽ bởi duyên do trời này, để cho anh gặp em một tình yêu anh mãi luôn đợi chờ. Lời yêu thương anh gửi em, hạnh phúc chính là có em, bao phong ba do khó khăn để cùng sánh bước bên người. Ngày đêm anh luôn mơ, bao tháng năm cứ mãi luôn đợi chờ. Ngày đêm đông trôi qua đêm bình minh xóa tan đêm dài, trời trên cao sẽ chứng minh tình yêu anh chỉ có mình em. Em yêu ơi hãy đến đây, ta cùng hát khúc ca này. Nguyện sẽ yêu mãi người, thề sẽ yêu mãi em. Dẫu có bao sóng gió chẳng bao giờ đổi thay. Anh sẽ yêu mãi em, anh hứa yêu suốt đời. Chiều từng chiều chờ em giao khắp nẻo đường. Nguyện sẽ yêu mãi người, thề sẽ yêu mãi em. Dẫu có bao sóng gió chẳng bao giờ đổi thay. Anh sẽ yêu mãi em, anh hứa yêu suốt đời. Chiều từng chiều chờ em giao khắp nẻo đường. Nguyện sẽ chờ em. Vâng, tất cả quý vị nào mà một lần nữa thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng rót thật đầy những chiếc ly trên bàn của mình để cùng nâng thật cao và uống thật cạn. Lần này chúng ta phải nâng thật cao và uống thật cạn để thật sự chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể trong nghi thức uống rượu gia bối này nhé quý vị. Bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nâng ly lên nào. Nâng ly lên nào quý vị ơi. Nâng ly lên nào. 1 2 3 go. Và kính thưa tất cả quý vị thân mến, tình yêu nồng nàn thì không thể nào thiếu được một nụ hôn nồng cháy. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng mắt về cô dâu và chú rể của chúng ta, phải cùng chứng kiến một nụ hôn nồng cháy yêu thương mà cô dâu chú rể sẽ trao cho nhau ngay tại trên sân khấu này. Một nụ hôn những người thực hiện chương trình của chúng tôi gọi đó chính là nụ hôn minh chứng tình yêu, hay còn gọi là nụ hôn đánh dấu chủ quyền thưa quý vị. Và bây giờ thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta chuẩn bị tư thế ạ. Chưa nha, chừng nào kêu hôn mới hôn nha, chuẩn bị tư thế thôi. Và sau 3 tiếng đếm thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật dài và thật to để cô dâu và chú rể thực hiện nụ hôn yêu thương nồng cháy này cho nó ngọt ngào nha quý vị. Và khi nào những tràng pháo tay của tất cả quý vị dừng lại thì nụ hôn mới được kết thúc. Vỗ tay càng lâu, cô dâu chú rể hạnh phúc, hôn càng sâu và càng hạnh phúc. Cô dâu chú rể sẵn sàng chưa? Tôi có lẽ là đã sẵn sàng rồi. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Và sau 3 tiếng đếm, một chào tay thật dài và thật to cho quý vị. 3 2 1 bắt đầu. Nguyện sẽ yêu mãi người, thề sẽ yêu mãi em. Dẫu có bao sóng gió chẳng bao giờ đổi thay. Anh sẽ yêu mãi em, anh hứa yêu suốt đời. Chiều từng chiều chờ em giao khắp nẻo đường.
nhà, nên mối lương duyên đêm trầu cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi, thiệp hồng du quy thầy bối phán giờ lạnh đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn, anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn, để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nước ta chẳng bằng. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gian. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà, nên mối lương duyên đêm trầu cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi, thiệp hồng du quy thầy bối phán giờ lạnh đến rồi. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn, anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn, để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta chẳng bằng. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gian. Em ơi anh muốn nói là anh yêu em không bao giờ dối trá. Ta bên nhau dù có ở nhà lá, yêu thì nhất mình là sức gần nhau. Thông gia cho ta gần nhau, bao vất vả cũng luôn có nhau. Thầy bối phán rằng mình đang có tháng, rồi mình lên xe bom nhìn nhau tới sáng. Ở nhà lá có nhiều hoa, ta bên nhau vô cùng nhau hát ca. Rủ ba má rồi ta cùng nhảy được cha cha cha. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà, nên mối lương duyên đêm trầu cao nhà anh ghé qua. Hai chữ thông gia cho chúng ta kết duyên thành đôi, thiệp hồng du quy thầy bối phán giờ lạnh đến rồi. Xong luôn. Anh hứa với em sẽ cố gắng chăm lo mừng ăn, anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Vất vả bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn, để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta chẳng bằng. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gian. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc nên ta chẳng bằng. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gian. Sắp sân không khí tăng hôn linh đình, ai cũng xì xăm đôi mình, nhìn tụi nó tinh bới bên. Nhậu sáng đêm rủ 5 lít bia 50 lon, động phòng ăn ai lo cút lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn dùi. Lo măng ăn không là tiêu, anh em chi cút đừng ngủ chơi bời tụi con vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha.
Bữa tiệc rất là thân mật, hy vọng rằng không phải hai trẻ này mà còn nhiều trẻ đó, bởi vì mấy trẻ đã đến đây và tìm hiểu thêm để Suya là một nhà kháng khích, rồi tạo thêm điều kiện cho các trẻ nó tìm hiểu thêm để nó càng kháng khích và hạnh phúc hơn nữa. Xin kính chúc hội đồng gia tộc và gia tộc nhà trai trên đường về là vui vẻ, và kính chúc những mùa xuân mới, kính chúc hội đồng gia tộc cũng như thân tộc ở nhà trai hưởng một mùa xuân đầy hạnh phúc và ấm áp, tràn trề sức khỏe. Xin cảm ơn. Giang nhiên sắp sân sắp sân, không khí tăng hôn lên đần, ai cũng xì xăm đôi mình. Nhìn tụi nó tên bởi bên nhậu sáng đêm, rượu 5 lít bia 50 lon, đồng phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xuôi, thêm thằng cu hay cô công chúa lấy kèn vui. Lo ăn ăn không là tiêu, anh em chi cốt đừng ngủ chơi bơi tôi còn vợ yêu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai mừng mâm, coi bối ngày ngày 25. Nàng ơi anh tới, anh đón em về khách tình trăm năm. Yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ đâu. Yêu em khi còn thơ, yêu cho đến khi ăn lòng bạc hàng đầu. Em ơi em đừng lo, kề bên em luôn luôn có anh.